Không bắt tay ông này. Chết chưa? Đánh nhau phải bắt tay ông tay kia. Bắt được một lần nữa. Bắt luôn, bắt tay kia. Nhạc. Đấy. Rồi. Chờ đến tối rồi báo mới đưa cô về, không biết là như thế nào. Cô đâu? Cô đang mang bên dưới này. Kệ nó. Luộc cái đấy không cần đâu. Cứ luộc luộc cái tí nó chín nó khác bỏ ra. Cái này xào nấu cái gì đấy? Cái này em xào một tí xong em cho đậu phụ vào. À đây là sốt đậu phụ à? Vâng. Đậy 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 cái vung như vào em này. Đây cho anh nước anh đảo cái này cho nấu cho. Em cắt đậu đi. Tao đi cắt đậu đi. Cho pháo đi cắt đậu đi nhá. Vâng. Cắt đậu nó đổ vào đây luôn. Vâng. Cho em tới nước xong là cắt đậu luôn. Cắt đậu đi. Kinh nhờ, lửa cháy có vẻ giống khách sạn 5 sao thế, xào bên Hàn Quốc các bạn. Miếng to vào, miếng dày vào. Dày vào. Mỏng thế, đậu, đậu phụ thái mỏng như kiểu là thái giấy này. Là giấy anh. Úi dồi, cẩn thận cháy lông mi bây giờ. Cháy lông mi, lông mày bây giờ. Cắt dày vào. Vâng, vâng. Mai lông mi lại con như kiểu là người Trung Phi ấy. Đúng rồi. Đúng rồi, thái to cho đỡ kiệt sỉ. Kiệt sỉ quá. Đảo lên mạnh lên em ơi. Đảo mạnh lên. Đảo mạnh lên cho đậu nát. Cho thêm nước vào anh. Không lúc nào cũng nước ấy nhở. Đậu phụ sốt cà chua đâu phải là nấu canh nước đâu. Chắt 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 tí nước vào. Vâng. Cho nước vào. Cho nước, cho nước. Báo chuyên gia ẩm thực ở Lũng Cán đấy. Thôi 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 thôi, canh rồi. Đảo qua lên một lượt nữa đi em ơi, đảo đảo qua này cái xong là vớt ra được rồi. Bảo vợ báo lấy đĩa đây. Âu âu á, lấy vào âu á. Âu á. Đây rồi này. Đấy. Hai âu đấy cơ à? Hai âu. Được rồi, được rồi. Này, xúc vào đây anh. Ừ. Nghe, anh cho em xúc cho. Ừ. Để em xúc đi. À, vâng. Đừng cướp nhau. Âu to quá nhỉ. Không sao cả. Ai đây? Phải không? Tối quá. Đây bố ăn quả. Cái quả đâu? Quả đang trôi, chín quả lên luôn. Ờ. Chào chú nhá. Vào nhà ngồi chú. Chào cháu. Vâng. Đũa đâu lật đi. Hai con chín chưa đấy, bụng được chưa, cắm vào ức nhiều rồi. Ấy, chín rồi. Cái này xong tí có cái gì thả vào canh không Báo? Có rau gì không? Ờ. À. Con gừng. Gừng. Mà dầu có rau không? Gì không? Cái rau kia vừa đang nấu hết rồi. Rồi cái tí là tí chỉ canh chán được. Không sao đâu. Nóng
quá rồi. Gan nhất là tái rồi. Ra vẻ hơi mùi ra hả? Hơi mùi. Hơi mùi đây đấy nhỉ? Mùi ở đây sao đây? Cạnh nhắn. À, cho một chén rượu vào đây. Xào cái này cho tí rượu vào. Cho anh ly rượu đây này báo này. Báo cho anh ly rượu. Ít thôi. Rượu à? Ừ. Rượu đây gì? Rượu. Rồi rồi. Này này đưa ao cho em. Lẩu đây. Cái gì đấy? Rượu. Rượu gì kia? Rượu ngô. Ngô sao có cái hạt gì kia? Đó. Ồ, đây là nho. Anh Ngân với nho. À, nho rừng à? Vâng. Đấy, cái này phải ăn nóng cơ. Đúng không? Ừ. Cái này nó phải anh em bạc ra cái là chén luôn. Ừ, thôi cứ để đây cho riêng được. À, để cho các anh làm việc xong á. Chúng ta xuống đây tạm. Các anh còn bác còn chú. Để còng lên cho bọn trẻ con. Cẩn thận vào tay. Chặt tô gỗ quá. Chặt như kiểu dân chặt thịt ở Lạng Sơn ấy. Ghê. Chặt đấy. Chặt con hai con ngan chỉ trong vòng khoảng 5 phút thôi. Ăn vịt. Vịt kho ấy. Nhiều thứ ăn đấy, này nhiều thứ ăn đấy. Cổ linh đình luôn cho báo. Ghê quá. Thấy chặt được không? Thế à? Mấy còng nha anh ạ? Cứ để bốn hết bốn còng vào đi. Ừ. Tí cho có đứa lớn kia ăn hẳn hai cái luôn nó khỏe. Con này to hơn con nãy ra không nhỉ? Một con béo hơn. Béo hơn con dài hơn. Ui dồi, thịt quá. Miếng nào? Ra miếng dưới tầm bắp. Lấy bây giờ không tin lấy thước ra đo cái bằng nhau luôn. Thái cái nốt cái lòng to lên. Cổ kìa, chặt nốt cổ đi. Đấy, chặt ngan chặt vịt thấy đỉnh cao cho các bạn. Đây, này họ mấy anh lại bảo là ấy. Ông hát ông khen hay. Thái ra chanh luôn nhá. Mấy bác kia bàn việc hơi lâu rồi. Chuyện đất cát nó mệt lắm. Giữa các anh em nhà báo Thắng thì không liên quan. Nên các bác cứ bàn rõ đi, xong mà Thắng chỉ chứng kiến ra thôi. Ấy, nó khóc quá, phải chia cho mỗi đứa cái cằm ngay.
Nó khóc kinh. Mấy đứa đói rồi, còn nhà Báo rồi. Tắt quạt đi anh. Cái bay bốc này. Rồi bốc vào ấy đi, bốc vào chậu ấy. Không phải tắt quạt đâu. Ôi giời, bật bật quạt lên. Ôi giời. Vợ Báo. Đang mấy muối à? Đúng rồi. Rồi, bọn em cứ bàn chuyện đi. Chuyện đi để anh hộ cho. Cái chậu này đường. Để cái chậu này cầm bốc ra cái chậu này. Anh đi. Sạch rồi. Vào. Rồi anh đây. Rửa sạch rồi. Cái chậu đấy cũng là rửa bát mà có gì đâu. Nhưng mà anh rửa nước sạch. Ôi, thái lá chanh thế này mà nó dám bảo tắt quạt đi. Rồi rồi, con xa rồi. Ừ. Bốc vào đi thôi, lá chanh hết thôi. Vịt mà, bốc vào đi. Cái này cho muối vào sóc. Thêm vào em ơi, thêm muối vào. Được rồi nhanh rồi. Rồi hết đi. Xong rồi. Đều nghệ nó mới đều. Tiết kia còn cái tiết kia dã vào cái bát con nhá, không là thái thì ra chanh vào. Rồi ngon đấy. Anh có trong gia đình không? Không. Khách rồi. Này đi ở với mình. À. Dư này á? Bây giờ là ở với anh à? Ừ. Nhưng mà anh có anh em không? Không anh em à, đi làm cho gì? Trước nó bé nó đi chăn trâu. À chăn trâu với anh chăn. Nhà trâu, anh ở đâu? Chăn trâu ở luôn đấy, xuống bên kia. Lũng Buông á? Đúng rồi. Thùng 17 à. Thùng Lũng 17 à? Nó ở hơn chục năm ấy. Thế à? Dư này á? Ừ. À. Đây là Dư là con em chú. Còn cái anh vừa đi vào là con ông bác. Con ông bác. Báo là con ông bác. À. À Báo là con chú của ông. Nên đi vào đi, mời anh đi vào đi. Mời anh em đây là con như nào? Cũng con chú à? Cũng anh em à? Bạn bè. À. Bây giờ là cái công tác của gia đình đang bàn bạc về cái vấn đề đất đai của nhà em Báo này. Đấy, cho nó một cái nó mang tính chất thống nhất. Chú ở đây ngồi đấy. Vâng. Chúng ta
我收，那你就养嘛，这些驴嘛。哎，这些驴，哎，出海的，这黄豆接触，俺们家里人家就到过年了，没见过啥子，多了那个，这个，那你那，嗯，这个，那你那，嗯，把那头的，呃，装包了，装包了之后呢，我们就是有礼物，给包括叫，因为包括，给包括叫的。 tạ lợn hay gì đó thì giúp cho sau này người lấy vợ ấy, nhà giúp đỡ thì thế thôi. Thế cái này cũng được mà có gì đâu mà. Sau này. Nếu đây thì lấy tiền. Báo lại là nhà thi lấy tiền này, dừng lại thi lấy tiền này. Nghe theo ý của anh đấy. Thì hai thằng mày nói thế này, nhưng mà anh cha nó không đồng ý họ. Báo lại thi trả tiền này, dừng lại thi lấy tiền nữa rồi. Làm không anh em. Bây giờ như này nhá, em người ngoài thôi, nhưng mà ý của anh này là sau này em dư lấy vợ thì là báo sẽ hỗ trợ tiền cho em dư gì? Là hỗ trợ phần quả tạ lợn gì đấy. Một tạ lợn phải không? Thế là ý của anh này là anh gì nhỉ? Anh Vân. Đấy, ý kiến của anh này là theo mình là đang chuẩn nhất đấy. Đất giờ đất là của Dư phải không? Vâng. Rồi, đấy, ngày xưa bé là em Dư là đi ở cùng với cả anh Vân. Bố mất là xong đi sang ở cùng anh Vân, phải không? Và nhưng mà bây giờ Dư có đang cần tiền không? À, Dư ấy. Có. Có đang cần tiền gì? Chứ không đợi đến lúc cưới gì. Có... Bây giờ đang cần tiền là làm nhà ở đâu? À, thế à? Thế là ý của Dư là đang cần tiền bây giờ. Còn ý anh này bảo là không lấy tiền, nếu mà em lấy vợ thì là em này giúp lỡ, nhưng mà em này em bảo là em thích giặt tiền. Thì bây giờ thì ý Dư là thích lấy tiền gì? Là 5 triệu gì? Còn bác này là nói là sau này thì là muốn là giúp lợn cưới gì? Vâng. Thế là bây giờ thì hiện tại bây giờ em này lại thiếu tiền. Thế em Dư lại đang cần tiền cơ. Bán đất thì phải mang theo phân luật nữa chứ. Chú mang theo rẻ thế này. Để cũng tùy vô mà. Đây có nghĩa là không phải bán mà là giúp đỡ nhau thôi. Toàn là anh em với nhau, đúng không? Phải là quyền của mình, không phải nói nhiều nữa. Đây là anh đều là anh em con chú con bác hết, đang là giúp đỡ nhau thôi, chứ còn bán thì là không có bán chắc gì đây cả, đúng không? Đấy, chứ báo cũng không nên nói là tiền. Đấy, đây là giúp đỡ nhau. Đấy, có nghĩa là cái này là em Dư em cũng đang bây giờ em cũng đang cần tiền, em cũng đang có một muốn là có một ngôi nhà ở bên kia. Thì anh ấy này cũng tạo điều kiện cho em Dư là bây giờ cứ lấy tiền ở chỗ báo. Đấy, sau này cưới chuyện thì tính sau, tại vì bây giờ em ấy cũng đang làm nhà. Có nhà thì mới có cái chỗ đi ra đi vào nó đảm bảo, đúng không? Bây giờ em ấy bây giờ cũng một thân một mình, bố mẹ mất sớm rồi thì bây giờ chẳng biết nương tựa vào ai, mà bây giờ là có nhà như thế mà đang cần tiền làm nhà thì cứ tạm thời cho em ấy lấy 5 triệu. Đấy, sau này thì báo thì anh nghĩ như này, thì mảnh đất thực ra thì mảnh đất là đất nương thôi, anh cũng không biết là nó giá trị như thế nào, nhưng báo cũng không nên nói là mua miếng gì cả. Đấy, còn đây là đang giúp đỡ nhau. Đấy, còn sau này em mới cưới thì anh nghĩ là em không được một tạ lợn, thì bây giờ trước mắt là em phải giả đưa cho em Dư là 5 triệu đi. Đấy, sau này cưới thì em nên giúp em thêm 50 cân lợn hoặc là 60 cân lợn hay là một con lợn gì đó. Lúc đó không biết là con, có nghĩa là cũng là có nên có một con lợn để cho em ấy cưới. Đấy, khoảng từ 50 cân đến 70 cân trở lên. Đấy, chứ còn anh em là vui vẻ xong để còn ăn cơm ăn giấc cho nhanh, đúng không? Đấy là anh ấy này có đồng ý không? Là đến lúc cưới thì em báo em lại, hôm nay vẫn đưa 5 triệu cho em ấy để đi làm nhà. Còn đâu hôm nào cưới thì em báo em lại hỗ trợ tiếp một con lợn khoảng 5-60 cân. Đấy là cưới thì anh em giúp đỡ nhau, không có cái vấn đề gì cả. Tại vì bây giờ Dư nó đã hỗ trợ đất rồi thì sau này nó hỗ trợ cho cưới, báo hỗ trợ con lợn không đáng kể gì cả. Báo nuôi được lợn đây rồi. Đúng không? Đấy, thế là đều đẹp cả hai bên. Đấy là cưới thì vẫn có lợn mà bây giờ thì vẫn được lấy tiền. Đấy,
Đấy là các anh em xem có đồng ý không? Đấy. Đúng không? Thế là đấy là cả hai bên là cùng đẹp. Đấy, cho nhanh đỡ phải bàn bạc lâu, tiến vào đi ăn cơm luôn cho nhanh, muộn rồi, tối, đúng không? Đấy là cho nó dễ. Đấy là dư cũng ok gì? Phải không? Đấy rồi cứ vòng vo quá nên là đưa ngay ra phương án đấy cho nhanh. Đấy. Và bây giờ là dư nó cũng đang cần tiền. Còn hôm nào dư cưới thì em ấy vẫn hỗ trợ lận. Đấy, thế là được cả hai cho nhanh. Đúng rồi, 70 cân lợn. Theo ý kiến của anh là phải 70 cân lợn. Bây giờ quả viết cho đi, xong rồi mai photo thành 3 bản đưa cho mỗi nhà một cái giữ. Bây giờ là con lợn báo nó nuôi thì không thể đúng một phát là 70 cân được, có thể 71 cân đúng không? Lúc đấy em sao lấy lại được một cân? Thường đấy. Đấy, đấy. Đúng rồi. Có nghĩa nó không được đảm bảo không được dưới 60 cân, không được quá trên 75 cân, đúng không? Đấy là dư nhận 5 triệu ở đây nhá. Vâng. Ờ, đấy. Đấy, đưa cho em dư đi. Mình chính à, chờ ký á người ạ. Không tí đút túi rồi đi về luôn chứ không ký. Tiền luôn. À, ghi rõ là ở đấy là hỗ trợ cả lợn đấy nhá. Cái này thực ra thì cứ ghi vào thôi, chứ còn anh em thì hỗ trợ nhau có cái gì đâu đúng không? Thôi nhưng mà tốt nhất là cứ nên là có một cái giấy tờ cho nó dễ. Bao nhiêu người đây làm chứng hết rồi đúng không? Vâng, đúng rồi. Phải có người làm chứng chứ. Đấy. Viết người làm chứng. Có viết người làm chứng luôn, trưởng thôn luôn. Cả anh chứng. Anh thì không liên quan gì cả, anh chứng ở đây này, trong video này. Muốn vào xem đấy, video của anh xem đây. Đúng rồi, sau này cứ lục lại video thôi, đúng không? Đấy, cãi đâu. Mai nó về đòi thì lột lại cũng được. Không, cứ cái tờ giấy này này, trưởng thôn ký đây rồi, trưởng thôn lập biên bản đây rồi. Khoảng 70 cân nữa. Ờ, cứ ghi rõ ở đó. 70 kg. 70 kg lên trở lên á. Ừ. Đấy, có nghĩa là không được dưới 70 cân. Ừ. Có nghĩa. Ê, chụp vào cũng được không? Không cần, mai bây giờ photo. Bây giờ còn có bác nào còn ý kiến nữa không? Ký xong hết rồi. Không có ý kiến nữa phải không? Thế là bàn giao tiền và thống nhất đây rồi. À, trưởng thôn ký các thứ xong hết đây rồi. Tất cả mọi người ký rồi. Mai báo có trách nhiệm đi là người đi photo phải không? Vâng. Đưa cho em dư một bản, đưa cho bác mình một bản, đưa cho thôn một bản nhá. Đấy. Cái này là để cho giữ và có nghĩa là không phải đất đai đây là chưa có bìa đỏ gì phải không? Anh. Đấy, đất đai tất cả khu này là đều chưa có bìa đỏ. Phải không ạ? Trưởng thôn. Đo thì đo đấy. Chưa có biển đỏ. Thế nên là nó rất là khó. Thế nên là mọi người cứ giữ lại, khi nào họ đến đo đất đai thì là báo sẽ là người trách nhiệm là làm bìa đỏ mấy cả xã mấy cả ấy. Đấy là cái này nó có là giá trị pháp lý rồi. Đấy. Mấy cả thôn rồi, tại vì thôn tất cả cái thôn này đều chưa có nhà nào có bìa đỏ. Khi nào xã họ đo thì là báo sẽ là người đứng tên ở trong bìa đỏ đó, đúng không? Chuẩn chưa? Trưởng thôn. Rồi, thế bây giờ là giao tiền cho em dư đi. Đấy là 5 triệu. Đấy là em dư cầm.
Được chưa, em dư đếm đủ đi. Đủ rồi. Đủ 5 triệu chưa? Vâng, đủ rồi. Đủ chưa? Đấy, thế là ngon thôi, dọn cơm ăn cơm thôi. Đồng ý uống rượu đây. Đồng ý uống rượu rồi, rồi. Đúng rồi. À không, chỉ ba anh em đấy thôi. Đây. Ký rồi, xong rồi, rồi. Bây giờ chỉ uống rượu, uống rượu chúc mừng ngày làm nhà thôi. Bây giờ chỉ chúc mừng là ngày làm nhà thôi. Mới nhĩ đấy nè. Xong để dọn mâm, ước rồi. Dọn mâm đi, dọn mâm đi. Khó khổ chân mình tổ mình lắp kiếm cái tàu chứ ngoài. Nhà anh ông thầy ông còn đang thèm quát tai rồi kìa. Không, ba ông uống với nhau. Ba ông. Ừ. Ừ. Rồi rồi rồi. Mình nhé, mình nhé, mình nhé. Đấy, con chịu thôi đấy chứ. Đây là con nhà bác cả. Kia là con bác hai à? Báo con bác hai phải không? Còn kia là con của chú Út. Đúng rồi, đấy. Thế là xong xuôi, mảnh đất đã được trao về cho em Páo để em Páo được sau này có thể được xây được nhà. Đấy, mà em Dư thì cũng rất là vui. Khoảng khi nào lấy vợ thì Páo sẽ là anh sẽ giúp một con lợn từ 70 cân lên trở lên. Nếu lúc mà đó mà Páo mà có điều kiện thì có thể là con lợn một tạ. Đúng rồi, nhờ. Đấy, toàn là anh em trong nhà hết mà. Đấy. Tại vì mà Dư lại là con mồ côi, đấy nó là khó là như vậy. Đấy, bố mẹ mất sớm nên là phải đi ở với anh trai. Đấy. Thế bây giờ là em lại còn lấy có 5 triệu mà hiến cho em Báo cái mảnh đất này. Đấy, rất là quý, quý trọng. Phải quý trọng cái tình anh em như vậy. Đấy. Mà em lại đi sang một cái thôn khác em xây nhà đúng không? Làm nhà bên đấy. Thế là đi làm cái gì mà lại có tiền để làm được nhà bên đấy? Làm thuê thôi. Làm thuê à? Thủy điện. Em đi làm được thủy điện. Em mới phải đi làm thuê thủy điện tận bên Yên Bái các bạn. Để mới có tiền như này để về để mua đất ở bên kia để làm được nhà. Nay em mới cho em Báo mảnh đất này với trị giá có 5 triệu. Và sau này thì con lợn. Còn đây là anh con trai bác. Xong chưa, không thì đẩy cái bàn đấy vào để kéo dài ra để cho đông người này còn ngồi mà. Ừ. Được chưa, xong rồi nhấc cái đó ra để kéo này. Ừ. Xong rồi ngồi cho các bác ngồi ăn cơm đi. Các ông đói rồi, muộn rồi. Bé kia là bà cho nó muốn nó lấy đi ấy nhỉ, hai đứa bé. Ủa, hai đứa bé kia trước nó đi ở nhà múc vào cưới cái kia này. Đấy, qua đây thì các bạn cũng biết rằng là em Dư lúc đấy là còn nhỏ nhá. Đấy là ở cùng với bà ở cái mảnh đất này. Đấy, bà nội của Dư ấy. Và còn hai em nhỏ của Dư nữa. Đấy, nhưng mà lúc đó thì là bà của Dư là cho đi. Đó, nhưng bây giờ thì cũng không biết là đang ở đâu. Đấy. Nếu các bạn nào mà cũng biết được mà tin của một người nào đó đang nuôi người Mông, đấy, là con có con nuôi người Mông ấy, đấy, thì hãy liên hệ qua số điện thoại của mình, qua số điện thoại 0834 335 335, để thông báo cho em Dư để em mới đi gặp những người em của em ấy xa bao nhiêu năm rồi. Đấy. Nên là 20 năm rồi. Đấy. Những người em của em Dư này chắc bị gần 20 năm rồi. Đấy. Đấy, thế là lúc đấy bà nội của Dư là không thể nuôi được hai đi em nhỏ đấy nữa. Đấy, ba anh em mà, thế chỉ nuôi được lại Dư thôi, tại vì lúc đấy Dư là 5-6 tuổi rồi. Còn đâu những người em kia là rất là nhỏ. Đấy, nên bây giờ thì Dư thì nói là không nói là đón các em về ở cùng được, mà có nghĩa là chỉ đến để gặp, để nhận ra được những cái người em của mình mà ngày xưa thôi, là không biết được thôi.
Đấy, nếu bác nào có thể có cái thông tin nào đó của những cái gia đình nào mà xin được về ấy, mà là người Mông đó, thì hãy hoặc là ở Hà Giang thôi, chỉ nghe thấy kiểu mong manh là ở Hà Giang thôi, thì liên hệ với mình. Có biết được tên hai người em đấy tên là gì ông Dư? Dư ơi, biết được em người em của bọn em tên là gì không? Thảo Trần Vân à? Mấy cái gì nữa? Thảo Thị gì? Thảo Thị Hầu. À, Thảo Trần Vân và Thảo Thị Hầu. Đấy. À, để cho em Dư em mới gặp. Đấy, tại vì là xa 20 năm rồi. Đấy. Từ lúc bé tí là bà nội cho đi. À, thì bây giờ thì chỉ có mỗi cái nguồn tin đấy thì mình cứ thông báo thế thôi, đúng không? Chứ còn bây giờ biết họ tên là gì hay là ở tận đâu. Đấy, đấy đây là anh trai của, đấy, là Dư. Đấy, nếu mà biết đâu có người em nào xem được thì sao, đúng không? Ừ. Thì mai khi anh em lại gặp được nhau thì là vui. Đấy. Đấy, nước rút thì sẽ tiến hành làm nhà cho em báo. Mấy giờ rồi? Chuyện bàn rất là lâu, từ lúc Thắng vào là 5 rưỡi mà bây giờ là 21:07 ngày 9 tháng 10. Đấy, mấy tiếng đồng hồ. Này nhà đâu em chưa gặp anh nhỉ? Ba đây, mấy thanh niên? Đi trước đi. Thôi đi trước đi. Không không, anh đứng đằng sau, quay đằng sau. Những người phía sau, đi đi, vào đi, vào đi. Vào đi. Vào luôn anh. Ờ vào luôn. Vào luôn anh. Ngồi đi các bác, ngồi đi. Vâng, các bác ngồi trước đi cho đội trẻ nó ngồi đi. À, các bác chưa ngồi làm sao mà trẻ dám ngồi được. Đang đây đây. Bác xuống đi. Xuống đi mấy anh. Anh Vư, ngồi đi, cứ phải gọi tên Vư nhờ, anh cứ gọi anh cụt tay cho nó dễ. Anh Thắng ơi, à, thôi không, ngồi báo ngồi bên đấy đi, anh ngồi xa xa đây, né né tí, vào đi, mấy thanh niên ngồi vào đi, vào em, vào đi, Dư ngồi vào đi. À. Ngồi vào đi, ngồi vào đi. Rồi rồi. Vào đi, ngồi đi. Không thì phải, không thì giãn tiếp ra đây này, mâm này phải đẩy lên tí nữa còn chiếu không? Anh cứ phải suy nghĩ cái gì nhỉ? Đúng rồi, được. Ngồi cái chỗ nào phải đội mạnh một tí. Uống rượu nó mới bỏ. Ngồi đội dưới kia yếu dần rớt. Thật. Chiều tí ở bên mời nó liên tục cái chết. Có vui, khi vui cũng có lúc buồn vào. Không có về nó, thằng nào không có về đi về đó nhỉ? Em nhỉ? Thằng nào nó không có nhiều đi về đó. Này chúng mình ghế này. Ngồi thế này chứ bắt về đây. Ngồi ghế khó. Lọc dây gì mà lọc. Lọc dây gì mà lọc. Tao có gì phát biểu luôn đi. Phát biểu đi. Phát biểu đi. À, đây hôm nay là... Đây à, em mười. Tất cả những đêm cũng không có gì đâu. Chẳng qua là... À, ba anh Vân với anh Dư đấy là có một ít đất để cho anh ở, thì em lên đây ở, em về mời mọi người lên đây ăn cơm cùng em, bữa cơm thật nhỏ thôi đấy.
để làm cái giấy đấy để cho em ở đây là sau này đấy làm biển đỏ để nó là của em đấy, là em mời mọi người đến đây và có như thế thôi, không có gì đâu đấy. Rồi anh em nâng ly uống một chén này, như là tối nay báo mời lên đây để làm mình, để tất cả anh em cùng biết là tối nay là ba anh em là coi như là cái mảnh đất là trao cho nhau, thì sau này là có vấn đề gì là mình cứ dựa theo cái bản cam kết đó mà làm thôi. Và em rồi. Gọi mọi người đến đây là chỉ có như thế là đấy, là uống chén rượu xuân thôi. Sáng quá nhìn lại không ra. Thôi chúc mừng báo, chúc mừng các anh em. Vâng, anh nhá. Vâng, anh em. Anh nhá. Vâng. Tốt quá rồi. Vâng. Chúc nhá. Rồi, mai kia anh em phải. Rồi. Nghe với nhau nhá. Vâng. Không phải là anh em như thể tay chân. Đấy là có đỡ đần giúp đỡ nhau. Đấy. Lá lành đủ lắm rách. Đúng rồi. Lá rách ít đùm lá rách nhiều. Lá rách nhiều. Lá lành phải đùm lắm rách chứ. Lá rách nhiều đùm lá rách tả tơi. Rách tả tơi lại đùm lá rách. Thật. Té tua. Như thế mới phải chứ. À. Đúng là rượu ong, uống như ong thật. Ôi, nó mỏ à? À, mời nhá. Vâng. Mời đi. Vâng, nó mỏ. Hôm nay không có nó mỏ mông à? Nó mỏ mông. Ôi, chúng mình mỏ mông. Lâu lắm rồi không được ăn cơm ngô à? Mén rồi. Ăn đi anh. Ăn đi mà. Nó cay không? Nó cay mà. Ăn thịt à? Ồ à. Ăn thịt à? Ồ là dù à? Ồ là dù à? Ồ. 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 Ăn đi. Rồi ăn đi. Anh nhé. Anh. Rồi ăn đi. Ừ. Vâng. To quá, gắp cho ông đi, gắp cho hai ông đi. Đây là canh đắng này, pịa dê. Lòng dê nấu canh đắng. Ngon lắm ấy, ăn lại phải buộc lưỡi bắt qua tai. Đâu nhỉ, mời ba anh em gái nhỉ? Ba anh em nay có biên bản cam kết tí nhỉ? Đó, nào, chúc mừng. Ba anh em rất là quý nhau, thân thiện. Đấy, Dư ơi, nào anh mời. Ừ. Mời nhá, ừ, chúc ba anh em là vui vẻ nhá. Chúc mọi người có một cái sức khỏe gì ra. Ừ. Sức khỏe hay không biết, nhưng mà cứ gặp nhau là uống được rượu là tốt. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn. Nhiều quá, từ ngay giờ chục chén rồi ạ. Chục chén rồi, vừa mò quên mà chục chén đó. Nằm mơ. Chắc là nằm mơ hôm qua đó. Hay là nằm mơ bên ngày. Ờ, chén đúng phải nhá. Năm chén này rồi. Nằm mơ bên ngày á. Anh bao tuổi nhỉ? 35 tuổi á? Sinh năm 84 à? 85 à? 85 tuổi, anh hơn em 2 tuổi. Tí nữa gọi chú. Thôi con gọi chào mừng chú rồi. Không? Cái ly này thừa phải không? Thế chính ra là anh là kém anh say có 2 tuổi thôi nhỉ? Anh nào? Mua. Kém đúng rồi. 2 tuổi. Chẳng gì nữa. Anh mua 83 đúng không? 83 8 đứa 6 đứa con đấy. Ngay. 8 đứa con đấy. Thế anh? Em mới có một. Một đứa. Ôi giời em. Kém quá. Em là đường con cái là nó hơi khiêm tốn một tí. Nó không giàu con giàu cái như các anh. À.
vừa dã cứ rót đầy lên báo quý anh ra mày dã ghê đấy. Dễ rất là lưng luôn. Vừa vừa phải mà mạ. Nhớ là nó đổ đổ kia là giám sát của mày nhá. Thôn này chính là rất là mạnh đấy, chỉ cần có đầu tàu tốt thôi, thôn mạnh lắm, nhiệt tình nhờ, rất là nhiệt tình, anh em với nhau cũng nhiều như nhờ trong thôn đấy, đúng không? Nhờ không phải anh em cũng là anh em, thế à? Không là anh em bắt làm anh em à? Bắt làm em, không phải anh em nhưng cũng bắt làm anh em. Mai ngày kia em mà lên, em mà lên mấy ngày nữa em cũng bắt làm anh em luôn à? Bắt làm anh em luôn, đúng rồi. Có cho làm anh em không? Cho làm anh em luôn. Trời. Kể cả em cũng là anh em luôn. Tết nếu là anh em là Tết là phải mời nhau đến nhà này, mổ gà đen cho nhau ăn này, hoặc gà thiến này. Không phải lô. Mời em này. Mời em thế mà nhiều quá. Mời em nè. Nào tiếp tục đi. Sao ta lại tục tiếp à? Đâu nha anh. Bay. Ê, vâng chính ra anh này rất là hiền, ít nói. Hiền lắm, tính hiền mà. Đấy, hiền như nhau. Anh trai con bác của Báo rất là hiền. Hiền. Hôm nào em sẽ vào nhà anh chơi. Đấy, anh có một cái tấm lòng bao la đấy. Anh em với nhau như thế là anh giúp Báo như thế là cũng như giúp em thôi. Em với Báo là không nói là anh em, nhưng mà Báo nó coi em như là anh trai. Đấy, thì anh cũng là anh trai con nhà bác. Vâng, đấy, thì là đấy là anh có một cái tấm lòng rất là bao la. Có là em trai à? Có là em à? Báo nó cứ nhận em là anh trai nhưng mà em chưa trả lời. Đấy, hôm nào nó phải mang lễ ra thì em mới cho nó là em trai. Đấy, còn nó lúc nào cũng bảo là anh Thắng là anh trai của nó. Đấy, nhưng mà nó phải mang lễ ra thì mới là cho là nhận làm anh trai được. Thế mới được. Thế đúng không? Chứ. Không thế thì không được. Đấy, bố của Báo là cảm ơn anh đấy. Đấy là anh đã cho Báo mảnh đất đấy. Mảnh đất. Quá tốt rồi. Đâu, mời trưởng thôn gái. Cảm ơn trưởng thôn. Còn gặp lại trưởng thôn rất nhiều. Cắn bay em. Cháu người sống. Ôi, chú ngồi đã. À rồi, rồi, rồi. Thế à? Ơ chú, cháu còn chưa mời chú chén nào ấy. Chú hôm nay chú mệt, chú ra hút thuốc lào. Cháu bổ phổi. Như nào á? Vâng, cháu mời bác. Nào đồng khởi chưa? Mâm Minh kia đồng khởi chưa? Chưa đồng khởi luôn. Chưa đồng khởi đâu. Đồng khởi tiếp rồi. Rồi, rồi. Anh Thắng à, em đi anh. Bây giờ là nhiều ý. Ra tín hiệu cho nó nhá, xem nó nói gì nhá. Đây, tiếp. Mời cả chỗ đâu bếp nha. Chỉ, chỉ, đây, chỉ ra đây anh tín hiệu. Ngon lắm. Vòng. Biết rồi đấy nhỉ. Rồi, uống nha. Mà, biết, rồi. Biết đấy. Nhìn thấy rồi, biết nói nha. Uống rượu xong thì biết nói. À,
nó ra tín hiệu nó biết. Đúng rồi. Uống chén xong cả các anh em xin phép đấy. Chờ đấy, có gì đâu. Ngủ chê thôi, thôi thôi. Mai đi ăn dầu. Thôi uống với cả anh Bạch. Em ăn thắng rồi. Em anh cũng xin phép rồi. Rồi rồi, ok ok. Rất là quý tính ông này đấy. Ờ được đấy. Lúc đầu cứ tưởng là ông ấy nguy hiểm nhưng mà được, ông này. Ok. So xanh nhá. Xanh nhá. So xanh tì lầu. Tì lầu. Cứ. 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 Nè nè, anh ướp thử cái này nè. Trả cho bạn đi. 1, 2. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Ông mua này này uống được ấy nhỉ. Thôi bây giờ như này nhá, chén này xong là anh em mình thu binh nhỉ. Thôi chào tất cả anh em Lũng Cán, hẹn ngày gặp lại. Rồi, bác ngủ rồi. Rồi bây giờ không say không về, bây giờ say rồi vẫn phải về này. Rồi cảm ơn trưởng thôn nhá. Không không không, mai đi đám dầu rồi, mai phải lắp biển. Dư ơi, có chén chưa đâu, mấy anh em nào, mấy anh em 2K10 đâu, có chưa, có chưa, 2-3 rô, 2-3 hết đấy nhá. Hôm nào làm đường nhá. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 rô. Anh Thắng. Đợi thằng điếc có rô không? Con này nhắn mai hết rồi. Thôi, ok. Vâng, ok. À, so sánh, so sánh. Thôi, về đây. À, rồi. Ok. Thả ra bảo mới nhá. Cứ ngồi đấy, có gì đâu. Đây anh Quảng, dầu mà. Quảng ngồi đây. Dầu này cắn tay cái anh dầu mà. Ờ, rồi, rồi. Lát xong, biết anh dầu mà. Dầu đó rồi. Thế báo có ngồi đây xong là hôm mai photo nhá. Vâng, vâng. Mai photo. Thôi, chào nhá, Dư nhá. Nếu mai kia... Thôi các anh các bác này đi chơi. Đây, anh bảo này. Đây đi sâu thì ngồi sâu tí. Dạ. Thôi cố gắng nhá. Vâng, anh biết là mồ côi là vất vả lắm. Có mà em tự lập ra. Nhưng mà hôm nay anh nhìn như này là ok rồi. Đấy. Không phải. Cuộc sống là đỡ vất vả đi rồi phải không? Không phải. Em là đi ở với chú thì mới được như thế này thôi. À, nhưng mà cảm ơn chú. Không có chú thì chắc bây giờ em chắc còn hơn như thế này đấy thật mà. À, thế là ở với chú được khoảng 10 năm. Hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm. Vâng. À, rồi rồi. Ừ. Hôm nay anh nghĩ... Nhưng mà em ấy không có chú thì chắc không phải em ấy. Chả biết còn anh sống như thế này được không ấy chứ. À, nói rồi. Chuyện với anh được không? Ok ok. Thôi chào nhá. À. Chào anh Vư. Mai lại lên nhá. Mai chưa lên được đâu, mai đi đám dầu ấy. Mai lên. À, ngày kia nó chở cát sỏi thì là em phải theo dõi hộ. Nhưng mà phải xem cái thời tiết, nếu mà trời mưa, nếu mà, đúng, nếu mà như đường, này là, nước nếu to mà, thì cũng lên được. 2-3 ngày nữa rút nước rút, phải rút tí nữa là được. Vào được. Không, thằng Trung nó bảo rồi, thằng Trung nó bảo là mai mà tạnh mưa nhá, ngày kia nó chở đấy. Hôm nay có máy múc lên rồi gì đó. Còn lốp xe của nó là hơi bị thấp hơn tí thôi, hai cầu đúng không? Thế là em cứ giám sát cho anh là xe cộ như nào chở như nào xong báo lại thôi. Còn cống mà mua như nào đấy là em tự mua xong anh gửi tiền. Cống giúp thôn ấy nhá. Thôi chào nhá, mù chê đây. Mù chê. Ừ, sao bắt tay ông này. Đánh nhau phải bắt tay ông tay kia. Bắt luôn, bắt tay kia. Đấy, thế nhá, đấy mới là anh em. Đấy, phải đoàn kết như vậy, như những con lợn.